Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại và bận rộn ngày nay, đặc biệt khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động vào rất nhiều mặt của cuộc sống thường ngày. Với lịch trình bận rộn, nhiều bậc phụ huynh đã gặp phải khó khăn trong việc dành thời gian để chăm sóc cũng như hướng dẫn con cái của mình. Một nhóm tác giả là những kỹ sư, những nhà sản xuất robot có tính ứng dụng cao với mục tiêu mang lại sự tiện nghi, sức khỏe, văn minh trong cuộc sống đã cho ra đời một sản phẩm giải quyết được các bài toán này. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Xuất thân là những người bạn cùng học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đã từng đạt giải 3 cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2007. Điểm chung của nhóm tác giả trẻ đó là họ có cùng niềm đam mê về công nghệ và đặc biệt là các công nghệ 4.0. Đứng trước bối cảnh hiện nay, tình trạng trẻ em bị cận thị, cong vẹo cuộc sống, gù lưng do ngồi học sai tư thế hay có những thói quen sinh hoạt không tốt đang ngày càng phổ biến và có chiều hướng tăng dần qua các năm. Vấn đề này xảy ra như một hệ quả tất yếu của sự phát triển xã hội vì các bậc cha mẹ có quá ít thời gian bên cạnh để chăm sóc con cái hoặc trẻ em được tiếp cận quá sớm với các thiết bị điện tử. Với mong muốn áp dụng được những kiến thức đã học cộng thêm những kinh nghiệm thực tế và thế mạnh của mỗi thành viên, nhóm tác giả đã có ý tưởng về một chú robot có khả năng ứng dụng trong gia đình và giải quyết được các vấn đề trên. Đã đến giờ học mỹ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa rồi chúng ta đã cùng gặp gỡ nhóm tác giả với một giải pháp hỗ trợ các bậc phụ huynh trong quá trình theo dõi và quản lý con cái. Để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này, hãy cùng phóng viên của chương trình Sáng kiến giải pháp gặp gỡ với đại diện của nhóm tác giả. Sức khỏe là một điều mà cả xã hội chúng ta quan tâm hiện nay, và đặc biệt là sức khỏe cho các em học sinh nữa. Và làm sao để bố mẹ có nhiều thời gian hơn cho con cái với sự ứng dụng của các công nghệ mới là điều rất nhiều người quan tâm. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là lý do từ đâu mà nhóm tác giả lại có một cái ý tưởng về một sản phẩm công nghệ 4.0 dành cho trẻ em như vậy không ạ? Từ cái cuộc sống của ngay bản thân mình, đó là khi mà con học lớp 1 thì mình thấy là cái vấn đề vướng mắc nhất đó là khi mà mình không cạnh con, con hay ngồi sai cái tư thế dẫn đến cái việc mà cong vẹo cuộc sống và nó gây lên cái hiện tượng cận thị. Và cũng đã dùng rất nhiều cái giải pháp, đặc biệt là giải pháp cưỡng bức để cho con ngồi đúng. Cái việc con học ấy, là hai vợ chồng cứ phải luôn luôn thay nhau để đứng giám sát con. Nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng làm được cái đấy. Và cứ hôm nay đứng cạnh thì con tốt, ngày mai không thì là thôi. Và đôi khi cũng làm cho chính cuộc sống gia đình mình cũng hay bị mâu thuẫn liên quan đến cái việc ứng kèm con học. Và đặc biệt một vấn đề nữa là trẻ học lên lớp 1 ấy, thói quen học hành cũng chưa có một cái thói quen nó hình tốt ấy. Thì lúc đang học rồi đang chơi rồi học rồi ngủ sớm dậy sớm rồi ngủ muộn dậy muộn, rồi nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con nữa. Thế thì đấy, thì cái ý tưởng đấy thì cũng phải nói thực sự là nó kết hợp với một cái niềm đam mê và một khát vọng đưa ra bài toán để làm cái con robot này có một cái sản phẩm nào đó cho cộng đồng xã hội và có thể xuất khẩu được đi nước ngoài. Mong muốn là làm sao mỗi gia đình Việt Nam có một cái sản phẩm hữu ích giúp cho cái thế hệ trẻ tương lai đất nước này phát triển một cách bền vững. Robot của nhóm tác giả hoạt động theo cơ chế phát hiện các tư thế ngồi sai nhờ việc liên tục đo khoảng cách giữa mắt với mặt bàn, nhận dạng các chuyển động bằng cảm biến siêu âm và nhắc nhở bằng hình ảnh, âm thanh hoặc giọng nói. Mình cùng học mỹ thuật nhé! Khi người dùng ngồi ở tư thế sai, quá sát với mặt bàn trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 giây, robot sẽ chuyển hình ảnh từ mặt cười màu xanh sang mặt màu đỏ, đồng thời phát ra những âm thanh hoặc giọng nói cảnh báo đến khi người dùng trở lại tư thế đúng mới thôi. Được biết là sản phẩm này đã được hình thành từ những năm 2016 và cho đến nay chúng ta đã có hơn 2 năm để có những cái bước hoàn thiện cho sản phẩm này. Vậy thì trong quá trình hình thành và phát triển như vậy thì các anh có gặp phải những cái khó khăn gì không ạ? Trong giai đoạn chế tạo sản phẩm thì cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi là chúng tôi là về mặt con người đấy, và cũng rất nhiều lần là các cái phần mềm lập trình rồi tất cả các cái vi mạch là chúng tôi đã phải thay đổi rất liên tục. Rồi cũng như là ở Việt Nam mình ấy, thì cái ngành công nghiệp phụ trợ cũng tương đối là hẹp, nên là chúng tôi cũng phải tìm rất nhiều đối tác để giúp chúng tôi thực hiện được cái giấc mơ và lý tưởng đó. Một vấn đề nữa của khó khăn khi mà chúng tôi đưa robot ra cho người tiêu dùng ấy, thì đây là một sản phẩm công nghệ 4.0 và nó là một cái ứng dụng cho cái sức khỏe và đồng thời cũng hỗ trợ cái phát triển kỹ năng giám sát học tập cho trẻ, thì là một sản phẩm nó quá mới
cũng như là một sản phẩm mà nó chưa có sản phẩm khác trên thị trường. Nên cái nhu cầu thị trường gần như là để biết đến sản phẩm ấy, chưa tốt. Vậy cho nên là cái giai đoạn đầu cũng đã dùng rất nhiều các cái giải pháp để làm sao để cái sản phẩm đấy nó chạm được với nhu cầu của người tiêu dùng. Thưa quý khán giả, và để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này, chương trình Sáng kiến giải pháp đã mời luật sư sáng chế Phan Quốc Nguyên đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội để cùng gặp gỡ và trao đổi với nhóm tác giả. Chúng ta đang ở thời đại cách mạng 4.0 và đây là xu thế phát triển của nhân loại. Thế thì cái robot này nó đã có một phần hiệu quả giúp cho chống cận thị và gù lưng, thì không biết là cái kết nối giải pháp thông minh ở đây của nhóm tác giả là gì? Xuống cách mạng 4.0 thì kết nối rất quan trọng. Thiết bị của em có kết nối Bluetooth và Wi-Fi. Kết nối Bluetooth thì trong trường gần, trong một gian phòng, một tầng nhà khoảng 10 mét thì có kết nối Bluetooth có ưu điểm rất là quan trọng, là điện thoại nào cũng có, gia đình nào có điện thoại đều có kết nối Bluetooth hết. Thứ hai nữa là bọn em có kết nối Wi-Fi, thì qua Wi-Fi thì có dữ liệu lớn, dữ liệu kết nối từ xa qua cloud server, đồng bộ cloud server về âm thanh, về hình ảnh. Thì ngoài ra bọn em có đồng bộ trên cloud server hệ thống big data để phục vụ cho quá trình machine learning AI sau này. Hiện nay thì đối với một cái sản phẩm này chúng ta dùng rất nhiều cảm biến, ví dụ khoảng cách hoặc cảm biến chuyển động. Nhưng trong này có một cảm biến mà chúng ta sử dụng là cảm biến siêu âm. Nhưng tôi muốn hỏi là tại sao chúng ta không dùng các giải pháp liên quan đến tia hồng ngoại thay vì cảm biến siêu âm? Một trong những cái điểm mạnh của cảm biến siêu âm thì là độ xa và độ ổn định. Thì cái độ xa của cảm biến siêu âm có thể lên tới 3-5 mét. Thì bọn em chỉ không dừng lại sản phẩm chỉ là ngồi trên bàn không, mà thiết bị còn dùng để hạn chế ngồi quá gần tivi, hạn chế ngồi quá gần cái vùng ví dụ màn hình máy tính, thì bọn em mới chọn giải pháp là siêu âm. Trong version 2 bọn em sẽ nâng cấp lên dùng hồng ngoại. Thì ưu điểm của hồng ngoại là rất ổn định ở trong khoảng cách gần, thì nó là dành cho sản phẩm nâng cấp về sau, thì chỉ dùng ở trường gần tới 1.2-1.5 mét. Robot này giúp bố mẹ có thể cài đặt từ xa lịch học, giờ nghỉ, môn học trong một tuần và các thói quen khác mà mình mong muốn. Bên cạnh đó, còn xem được các báo cáo về tỷ lệ vi phạm khoảng cách và sự tiến bộ của con thông qua biểu đồ thống kê trên smartphone hay máy tính bảng. Một tính năng đặc biệt nữa của sản phẩm là người dùng có thể ghi âm trực tiếp lời nói của mình, của cô giáo hay thậm chí là những người bạn của bé để nhắc các bé về những nội dung cha mẹ muốn truyền tải, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi ngay cả khi cha mẹ không ở cạnh con. Quá trình này được diễn ra liên tục hàng ngày và dần dần trẻ sẽ hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống. Hết giờ vẽ rồi con ơi, đứng dậy ra sân đi chơi nào, vận động một tí đi con. Trong việc mà sử dụng cảm biến siêu âm này thì đương nhiên là trong thực tế nó sẽ có những can nhiễu. Thế thì nhóm tác giả đã có những giải pháp kỹ thuật nào để giải quyết cái vấn đề can nhiễu này? Khi sử dụng cảm biến siêu âm thì có rất nhiều, như anh nói đúng, rất nhiều can nhiễu. Cái này thì bọn em phải có điều kiện test trong thực tế, chỉ không chỉ trong phòng thí nghiệm không. Phòng thí nghiệm thì khá lý tưởng, nhưng cuộc sống xung quanh thì khá nhiều là nhiễu. Ví dụ như là kể cả tiếng nổ xe máy, ô tô, tiếng chìa khóa, tiếng kể cả trong văn phòng có thể là lẫn tiếng nấu ăn chẳng hạn. Thì bọn em tổng hợp nhiều cái trường test thực tiễn để bọn em đưa ra cái thuật toán lọc được cái nhiễu đấy. Bắt kịp các cuộc cách mạng 4.0 này thì rõ ràng là những cái giải pháp thông minh sẽ được nâng cấp và tích hợp những cái giải pháp kỹ thuật hiệu quả tốt hơn và sử dụng các đối tượng mới khác nhau. Thì không biết nhóm tác giả đã có những cái kế hoạch để tích hợp những công nghệ nào vào trong cái con robot này? Hiện tại bây giờ robot là mang tính chủ động đo khoảng cách và cảnh báo khoảng cách, cộng thêm gửi cái dữ liệu lên cho bố mẹ. Nhưng mà đến một tương lai rất là gần thôi thì robot có xử lý được những thông tin đó, có thể không cần tới bố mẹ, có thể không cần trẻ em mà có thể chủ động ra quyết định. Ví dụ như là ngồi quá gần, quá xa, về cường độ sáng. Cái hướng của sản phẩm thì rất là mở rộng. Bọn em có nghĩ tới rất nhiều phương án thông minh ở đây. Khi bọn em tập hợp đầy đủ dữ liệu Big Data thì cái hướng về xử lý Machine Learning, Deep Learning và cao cấp hơn AI thì rất là quan trọng. Ngoài ra thì bọn em cũng nghĩ tới nhiều hướng, thì kết hợp với bàn học thông minh, với đèn học thông minh, với ghế chống gù lưng. Một cái hướng về sức khỏe mở rộng nữa là bọn em có thể kết hợp với về chống thoát vị địa đệm, rồi gia sư từ xa, giáo dục từ xa. Robot chống cận thị, gù lưng và giám
sắt thông minh của nhóm tác giả đã biết tích hợp những công nghệ hiện tại trong cái xu thế cách mạng 4.0, trong tương lai có thể sử dụng vào các đối tượng khác nhau để giúp cho những người tàn tật hoặc là những người mà bị bệnh vì xương sống hoặc là có những cái vấn đề khác có thể sử dụng cái robot này để phục vụ cho cái việc mà chữa bệnh. Thế thì hiện nay một trong những vấn đề mà liên quan đến thương mại hóa của sản phẩm thì nhóm tác giả có thể cần thiết chú ý đến những vấn đề sau. Thứ nhất là sản phẩm robot chống cận thị, gù lưng và giám sát thông minh cần phải được đăng ký sáng chế. Thứ hai là chú ý đến cái việc tích hợp các cái công nghệ mới, ví dụ Deep Learning AI hoặc là Machine Learning vào để có thể có những cái phương pháp và những cái giải pháp phù hợp hơn trong thời đại mới. Thứ ba là nhóm tác giả có thể chú ý đến cái việc là tối đa hóa những công nghệ và giảm thiểu những chi phí để có thể được cái giá thành nó phù hợp đáp ứng các đối tượng trên thị trường. Anh Vũ Việt Anh hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Đông, Hà Nội, là một bậc phụ huynh khá bận rộn với những kế hoạch làm việc hàng ngày của mình. Không thể sắp xếp được nhiều thời gian cùng học và cùng chơi với con, anh đã lựa chọn sản phẩm công nghệ thông minh này của nhóm tác giả. Qua thời gian trải nghiệm sử dụng, đã cho kết quả khá tốt về các thói quen sinh hoạt và học tập của con mình. Tôi cũng đã có 3 người con, và hiện nay thì cháu thứ 3 nhà tôi là đang bắt đầu là chuẩn bị năm tới vào lớp 1. Thế thì là một cái người mà làm công việc kinh doanh cũng làm trong cái lĩnh vực giáo dục cũng thì tôi cũng gặp được rất là nhiều những cái thời gian mà khá là bận rộn và cũng có ít cái thời gian để mà dành chăm sóc cho con cái của mình. Thế và hiện nay thì cái áp lực cái công việc thì mình cũng không thể nào đổ hết lên cái vai của người phụ nữ về cái việc là chăm con cả. Do cái công việc của mình á, thì nó không có thể có được cái nhiều thời gian để mà suốt ngày mà mình kè kè, mình giám sát, mình sát ở bên con cả. Cũng rất là may trong cái dịp tình cờ thì tôi đã tìm thấy cái Captain Eye, tìm được một cái chú robot, một cái món đồ chơi nhỏ để có thể trở thành cái người bạn của con mình. Thì chú robot này đã hỗ trợ và giúp tôi rất là nhiều trong cái việc mà gắn kết của tôi với cả cái người con của mình. Bởi vì lúc nào thì tôi cũng cảm giác được rất là an tâm khi có một cái người bạn cùng học, cùng chơi, cùng giám sát con mình, nhắc nhở con mình tuân thủ được các cái tư thế ngồi, tuân thủ được cái giờ giấc học tập để giúp cho con tránh được những cái vấn đề về cận thị học được. Cái tính năng mà rất là yêu thích của tôi đối với cái chú robot này đó là tôi có thể ghi âm được trực tiếp cái giọng nói của mình để khi mà mình nhắc nhở con, lúc nào con cũng có cái sợi dây yêu thương gắn kết giữa bố mẹ và con cái ngay bên cạnh. Đấy, mặc dù mình có thể làm những việc là xa nhưng mà con vẫn cảm giác là được ngày gần gũi. Đấy, ngoài ra thì tôi thấy chú robot này rất là thông minh bằng cái việc là mình có thể kết nối và gửi các cái kết quả báo cáo lên ngay trên cái điện thoại của mình, và như vậy thì tôi có thể biết được các cái thông tin một cách rất là chính xác, chi tiết và khoa học. Bởi vì khi mà có những cái đặt lịch ấy, và nó tạo thành cái thói quen nhắc nhở thường xuyên thì từ cái tác phong, cái cách đứng, cách ngồi của con nó cũng nhìn nó cũng chắc chững chạc và tự tin hơn rất là nhiều. Có thể nói những sản phẩm made in Việt Nam như thế này của nhóm tác giả đã giúp cải thiện và nâng cao hơn chất lượng cuộc sống cho các gia đình người Việt. Bên cạnh đó, mở rộng hướng phát triển xuất khẩu các sản phẩm công nghệ của Việt Nam ra nước ngoài.